Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sáng nay thứ năm, 22 tháng 12 2016, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Hiệu quả tăng gia sản xuất sau giờ thứ 8 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa. Thị trường rau xanh tại Đà Nẵng tăng giá mạnh do mưa. Trên thế giới, Liên minh châu Âu chính thức gia hạn các lệnh trừng phạt Nga. Hội người cao tuổi huyện Cần Đước tổ chức tổng kết công tác hội năm 2016. Điểm nổi bật trong hoạt động của hội năm qua là phong trào tuổi cao gương sáng, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội viên người cao tuổi huyện Cần Đước làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Năm 2016, hội vận động hội viên tham gia trồng trên 10.000 cây xanh ở các tuyến đường giao thông nông thôn, hiến trên 37.000 mét vuông đất và trên 372 triệu đồng xây cầu giao thông, kéo điện sinh hoạt, xây dựng cổng chào, vận động những tấm lòng hảo tâm ủng hộ gần 500 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo và gây quỹ khuyến học. Song song với các hoạt động phong trào, công tác chăm sóc người cao tuổi được hội quan tâm như chúc thọ, khám chữa bệnh miễn phí, tham quan du lịch, thăm và tặng quà Tết cho hội viên, thành lập các câu lạc bộ văn nghệ thể thao để phục vụ đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác hội người cao tuổi năm 2016. Hội khuyến học thành phố Tân An vừa tổng kết công tác khuyến học năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, Hội khuyến học thành phố Tân An đã triển khai nhiều mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, bước đầu đạt hiệu quả khá tốt. Hội hiện có 43 đơn vị trực thuộc, cấp xã phường có 180 chi hội khuyến học. Trong năm, các cấp hội đã vận động tiếp nhận và trao tặng tổng cộng trên 3.000 suất quà học bổng, khuyến học khuyến tài cho học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 2 tỷ 800 triệu đồng. Riêng tiếp sức mùa thi Trung học phổ thông quốc gia và tiếp sức đến trường năm học 2016-2017, Hội khuyến học thành phố Tân An đã phát trên 5.000 suất học bổng và suất quà với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Năm 2017, Hội khuyến học thành phố Tân An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cán bộ và các hoạt động tư vấn phản biện về giáo dục, xây dựng xã hội học tập và hoạt động khuyến học khuyến tài. Mỗi xã phường phải xây dựng được ít nhất một mô hình tiêu biểu về gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập. Thành phố Tân An phải xây dựng một đơn vị xã và cơ quan học tập tiêu biểu, trung tâm học tập cộng đồng và hội khuyến học cơ sở vững mạnh toàn diện. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hưng phối hợp với huyện đoàn Tân Hưng và khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen tổ chức hội thi viết vẽ về đất ngập nước của em cấp huyện. Tham gia hội thi có 60 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở 3 trường thuộc vùng đệm của khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen là Vĩnh Châu A, Vĩnh Lợi và Vĩnh Đại. Tại hội thi cấp huyện này, trong thời gian 180 phút, các em thực hiện viết hoặc vẽ nội dung về môi trường thiên nhiên, tài nguyên đất nước, đa dạng sinh học, con người, các loại động thực vật về biến đổi khí hậu. Có 30 em thi viết văn, thơ và 30 em thi vẽ tranh phong cảnh động thực vật, hoạt động của con người trong bảo vệ môi trường. Một tuần trước khi hội thi diễn ra, 60 thí sinh này đã được tổ chức đi tham quan thực tế ở khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen để có nguồn tư liệu phục vụ cho việc tư duy sáng tác. Kết quả giải nhất ở hai thể loại đều thuộc về học sinh của trường trung học cơ sở Vĩnh Đại. Đó là em Nguyễn Mạnh Khang với bài văn Thiên nhiên trong khu bảo tồn và kế hoạch cần bảo vệ. Và em Nguyễn Thị Quyên với bức tranh Láng Sen khu du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp 10. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thủ Thừa vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Quỳnh Thị Thuận, ngụ ấp 4 xã Mỹ Thạnh, là con của liệt sĩ Quỳnh Văn Lượm, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Căn nhà có diện tích 44 m², vách tường, mái tôn với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco tài trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Trong thời gian qua, công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco đã hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tại huyện Thủ Thừa với tổng kinh phí 180 triệu đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách và người có công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp với Sở Ngoại vụ và chi nhánh Viettel tỉnh Spayrin, còn gọi là Medphone Campuchia, tổ chức khám bệnh, tặng quà và cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo Campuchia. Xã Prey Thum, huyện Kampong Rô, tỉnh Spayrin, Vương quốc Campuchia là một trong những xã nghèo của nước bạn. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở y tế còn nhiều thiếu thốn. Cảm thông sâu sắc và sẻ chia những khó khăn của nhân dân nước bạn,
đoàn đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 300 lượt bệnh nhân nghèo, trị giá quà tặng thuốc men gần 80 triệu đồng. Ngoài khám chữa bệnh, đoàn còn tư vấn tuyên truyền những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nước bạn. Hoạt động của đoàn không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia. Nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An đã ký kết biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa với hai tiểu quân khu quân sự Svay Riêng và Rai Vang, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển. Thưa quý vị, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, mà những cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa lại luôn tích cực tham gia công tác hậu cần, tăng gia sản xuất, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn rau củ quả tại đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2016, tình hình kinh tế xã hội của địa phương ổn định và phát triển, đời sống cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng lên. Đây là điều kiện thuận lợi cho công tác đảm bảo hậu cần của lực lượng vũ trang huyện Đức Hòa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ công tác tự lực tự cường, tăng gia sản xuất, đời sống cho cán bộ chiến sĩ ngày càng được cải thiện đáng kể. Hiện ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy, thực hiện tốt chỉ thị 158 của là tư lệnh quân khu. Thì hiệu quả tăng gia sản xuất của năm 2016 thì cũng được tỉnh đánh giá là hàng đầu của trong lực lượng vũ trang của tỉnh về công tác tăng gia sản xuất. Thì dự kiến là cuối năm nay trong dịp đón Tết Nguyên Đán thì chúng tôi sẽ trích từ quỹ tăng gia sản xuất bò, heo, gà, vịt và sản xuất lúa thì rau màu, thì chúng tôi sẽ cho anh em mỗi anh em một tháng lương cơ bản. Hiện nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa đang canh tác 2 hecta lúa thuộc địa phận xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Ngoài ra, nhờ thường xuyên chăm sóc, khu tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy quân sự huyện với diện tích 1.000 m² cũng thu hoạch quanh năm, đảm bảo nguồn rau xanh trong các bữa ăn hàng ngày. Trong năm 2016, Ban Chỉ huy quân sự huyện thu được hơn 800 triệu đồng, trong đó lãi trên 400 triệu đồng, bình quân đầu người đạt trên 299% so với chỉ tiêu năm từ mô hình tăng gia sản xuất này. Công tác sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ ở đơn vị hàng ngày thì đối với chúng tôi thì ngoài cái giờ làm việc hành chính cũng như thực hiện các cái nhiệm vụ của cơ quan thì sau giờ thứ 8 hàng ngày thì là toàn bộ là cán bộ chiến sĩ là trong đơn vị chúng tôi đã tập trung là để tham gia cái công tác là tăng gia sản xuất trồng là các loại rau củ quả. Ngoài ra thì còn thực hiện là các cái công tác khác, ví dụ như là trong cái công tác xây dựng cảnh quan môi trường để góp phần thêm là xây dựng cái đơn vị là có cảnh quan là xanh sạch đẹp và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ nguồn lợi nhuận có được đã giúp đơn vị chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, như chi ăn thêm 7.000 đồng một người một ngày, thăm hỏi chúc Tết tặng quà cho ban chỉ huy qua các thời kỳ và chi cho cán bộ chiến sĩ đơn vị ăn Tết với số tiền trên 312 triệu đồng. Rõ ràng, về thực hiện phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, cũng như thực hiện chỉ thị 158 của tư lệnh quân khu, từng cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa luôn nêu cao trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tăng gia sản xuất, đạt và vượt chỉ tiêu, quản lý vật chất, tài chính tốt, đảm bảo sức khỏe cán bộ chiến sĩ từ 99% trở lên, góp phần cải thiện đời sống của tập thể cán bộ chiến sĩ tại đơn vị. Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đã tăng gần 81%. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 là 90%. Cùng với đó, trong những năm vừa qua, hệ thống giám định bảo hiểm y tế đã được liên thông trên toàn quốc, không chỉ cải cách thủ tục hành chính mà còn mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Việc triển khai giám định bảo hiểm y tế điện tử đã giúp công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế minh bạch và công khai, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, cũng như khắc phục tình trạng bệnh nhân lợi dụng việc thông tuyến để sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khám bệnh nhiều nơi trong cùng một thời điểm. Đây cũng là nền tảng để xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung quốc gia về khám chữa bệnh, góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Năm 2016, ngành y tế cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước. Đầu năm 2016 có trên 70,8 triệu đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tăng khoảng 0,83 triệu, tương đương tăng 1,2% so với năm 2015.
Đến tháng 12 năm 2016, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã tăng 80,8%. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là việc rất thiết thực, nhất là đối với người nghèo, đối tượng gặp nhiều khó khăn. Đây là một trong những việc quan trọng nhất để đảm bảo an sinh xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế. Từ đầu tháng 12 năm 2016 đến nay, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp đã hỗ trợ đồng bào tỉnh Quảng Ngãi bị lũ lụt gần 10 tỷ đồng. Sáng ngày 20 tháng 12, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng quy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời nhân dân bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, giúp bà con nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất, đón Tết vui vẻ, bình an. Đến thời điểm này, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã có 15 đơn vị ủng hộ tiền mặt với tổng số tiền 9,8 tỷ đồng. Ngoài ra, một số đơn vị đã đi cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào vùng lũ với 9.500 thùng mì tôm và 7.000 thùng nước khoáng. Trong thời gian tới, tùy theo thống kê tình hình thiệt hại cụ thể của các địa phương, mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi sẽ có phương án hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại trong 4 trận lũ vừa qua. Hình thức hỗ trợ sẽ là bằng tiền mặt để các gia đình sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, vui xuân đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017. Thưa quý vị, mưa lũ liên tiếp trong thời gian qua đã khiến cho nhiều diện tích rau xanh ở khu vực miền Trung bị hư hỏng. Điều này đã kéo theo tình trạng rau xanh khan hiếm và có giá tăng cao gấp 3-4 lần so với trước đây. Tình hình mưa lũ trong những ngày qua làm cho lượng rau cung cấp về thành phố Đà Nẵng rất khan hiếm, khiến giá rau tại đây tăng cao. Vì giá mua vào quá cao, đôi lúc còn không có hàng để mua, nên hiện các tiểu thương chỉ kinh doanh để giữ chân khách hàng. Buôn bán thì mua cho có hàng để bán thôi, giữ chân bằng hàng. Còn lời thì không có lời, nhiều lúc là phải lỗ nữa. Vì mua đồ là quá mắc, mà chứ không mua thì để hàng không. Là phải buông thôi. Vì vật giá là mình đi chứ là mình gặp đâu mình mua đó. Chứ hồi mà giá ổn định là chỉ có bằng hàng bỏ cho mình. Chứ chứ là bằng hàng không có. Cũng quê mưa lụt rồi. Là chứ mình ra mình gặp đâu mình mua đó thôi. Giá rau tăng liên tục trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu sử dụng rau của người dân tại thành phố Đà Nẵng. Thay vì ăn rau xanh, một số hộ gia đình đã chuyển qua sử dụng loại thực phẩm khác để đợi giá rau giảm xuống sau đợt mưa lũ. Rau lâu nay là không mắc nhiều như đây đâu, nhưng mà ngày nay là gấp 3, gấp 4 lần mặn. Nên tôi mua cũng ít thôi. Ớt vậy là rau răm là quả sức cao, chịu không nổi nên không bán luôn. Là giá rau tăng thì tăng khoảng 2 đến 3 lần ngày bình thường. Thì khi tụi em đi chợ thì nó cao quá thì không có đủ ăn trong một ngày. Hồi xưa thì tụi em ăn đi khoảng 4-50 ngàn á, thì có thể đủ cho một ngày, nhưng mà giờ chỉ có một buổi thôi. Một buổi tối tụi em phải ăn cái khác. Để đi chợ nhiều quá thì không có đủ kinh tế. Theo các tiểu thương, giá tăng mạnh ở các loại rau như cải xanh, mồng tơi, rau muống và đặc biệt là ớt xiêm với nguồn cung chủ yếu từ huyện Đại Lộc có giá đến 120.000 đồng một ký. Hiện tại trên thị trường thành phố Đà Nẵng chỉ có mặt hàng rau xanh tăng giá, các loại rau củ khác vẫn giữ giá như bình thường. Củ quả thì nói chung lại là các tỉnh nó nhập về là nói chung là tới mùa nhập về không có cái gì lên ấy. Chỉ có một cái là rau thôi, hàng rau là lên. Vì hư trời mưa, bão lụt nên gì tất cả mọi cái ở rau là cũng bị thôi. Còn củ quả không bị, không ảnh hưởng gì hết. Để thời gian mà mưa lũ nấy hàng ngấn đi á, thì giá rau hàng sẽ lại bình thường. Chứ còn mà giờ trừ là rau mắc là vì nước lũ cuộn hết đi rồi, thành thử là không có rẻ được. Thì giá thành là họ làm ra rất là khó. Tính đến thời điểm hiện nay, nguồn cung cấp rau xanh cho thành phố Đà Nẵng chủ yếu từ Gia Lai, Đà Lạt và Hà Nội, nên giá rau tăng cao do chi phí vận chuyển. Hiện tại tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang giảm dần. Các vùng cung cấp rau cho thành phố Đà Nẵng đều bị thiệt hại, nên sẽ cần một thời gian nhất định để thị trường rau xanh trở lại như bình thường.